rồi, con mở mắt ra nè. Wow, đẹp quá. Con cảm ơn ba. Mẹ nữa. Con cảm ơn mẹ. Giờ con ướt đi. Cái ướt gì vậy? Con không nói cho ba mẹ nghe đâu. Sao không nói? Nói cho mẹ nghe. Nói cho mẹ nghe. Nói đi mà, lẹ lên. Con sợ rồi. Thôi mẹ đừng có nói. Thế chồng lép mẹ hả? Coi nè. Sợ chưa? Nè. Mẹ. Cái gì đó con? Mẹ cho con lên Sài Gòn học nghe. Khi nào con đi? Dạ, ngày mai. Mẹ coi nè. Thôi con, mẹ thấy cái nghề này nè, nó không có phù hợp với con. Giả lại mẹ thấy cũng dễ xảy ra thói hư tật xấu lắm. Mẹ biết đó là ước mơ của con mà mẹ. Dù khó khăn đến đâu, con cũng sẽ cố gắng. Với lại đâu phải ai cũng như ai đâu mẹ. Mẹ hãy tin đỡ con. Không, mẹ nói con phải nghe lời mẹ chứ. Mẹ không cho con đi là có lý do của mẹ. Nhưng đó là ước mơ của con, là hoài bão của con. Chẳng lẽ suốt ngày mẹ muốn con ở quanh quẩn cái nơi khỉ ho cò gái này à? Mẹ làm như vậy là mẹ ích kỷ lắm, mẹ biết không? Nam, con còn nhỏ, con chưa có hiểu biết gì hết á. Nhà mình như vậy làm sao mà có tiền cho con đi học ở Sài Gòn? Rồi không họ hàng, không bà con thân thuộc gì hết. Rồi con sống ra sao đây? Con phải nghe lời mẹ chứ. Mẹ à, mẹ hãy tin ở con. Con sẽ cố gắng làm được mà. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đi học thôi. Con lên Sài Gòn á, con ráng giữ gìn sức khỏe. Không có mẹ bên cạnh, con ráng tự chăm lo cho con. Có gì con nhớ viết thư về cho mẹ nha. Nè con cầm đi. Thôi, con đi đi, để trễ. Dạ, con đi nghe mẹ. Con chào mẹ. Lát nữa tôi lấy xe chở Nam về nha. Ừ. Nam. Gì vậy Tuấn? Làm gì mà thẫn thờ quá vậy? Có chuyện gì buồn hả Nam? Nói ra coi Tuấn có giúp được gì cho Nam không? Nam định đi làm để kiếm tiền trang trải cho việc học, nhưng không có tiền mua xe. Thôi, chuyện đó dễ mà, để Tuấn giúp cho. Vui lên đi.
Tuấn ơi, Tuấn. Tuấn ơi. Tên 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 tên. Wow, nhìn xe cũng con lành đó. Cảm ơn Tuấn nhiều nghe. Nhờ Tuấn mà Nam mới có chiếc xe để đi tìm việc. Thôi có gì đâu. Dạ, em chào chị. Chào em, có gì không em? Dạ, em tới để xin việc chị à. À, xin lỗi nha, ở đây đủ người rồi. Dạ, em cảm ơn chị. À. Em ơi. Dạ. Em làm phục vụ được không? Dạ, được chị à. Đi casting phim không? Thôi, Nam không đi đâu. Người ta có ekip hết rồi. Mình thi không đậu đâu. Thôi, cứ đi thử đi. Không đi sao biết. Dạ, em chào anh. Ừ, mời cậu ngồi. Dạ, anh gọi em đến đây có chuyện gì không ạ? Đây là bản hợp đồng. Yeah! Con thành công rồi mẹ ơi! Ê! Làm gì vui vậy? Về quê. Chúc mừng nha. Sau này á, Nam mà trở thành người nổi tiếng, đừng có quên tôi đó. Dễ gì mà quên. Tuấn là bạn thân của Nam mà. Thôi, giờ Tuấn đi ngủ trước nha. Nam cũng tranh thủ ngủ sớm đi, để mai còn về quê thăm mẹ nữa. Ok. Mẹ ơi, con về rồi nè. Bà dẫn cả nhà mình đi ăn nè. Ăn luôn.